doctor, actor, lawyer, or singer. Why not president, be a dreamer? You can be just the one you wanna be. Policeman, firefighter, or a postman. Why not something like an old man? You can be just the one you wanna be. Xin chào tất cả các bạn. Những video vừa đến trước tôi đã giới thiệu đến các bạn dòng đèn sửa nhà tắm Kotman. Thuộc trong một trong những bộ dòng sản phẩm của đèn sửa nhà tắm Han. Hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn dòng đèn sửa nhà tắm Kotman loại vàng. Đèn sửa nhà tắm Kotman vàng đá bóng vàng thì cũng được bảo hành 3 năm. Và bóng sửa chúng tôi sử dụng ở đây cũng là bóng sửa hồng ngoại nhưng là bóng vàng. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn dòng một sản phẩm đèn sửa nhà tắm Kotman hai bóng vàng. Đây là vỏ hộp của đèn sửa nhà tắm Kotman hai bóng vàng. Như chúng ta thấy, thiết kế của nó rất là tinh tế. Ngay từ vỏ hộp các bạn đã thấy ở trên vỏ hộp đây, logo rất là gọn. Bên cạnh này cũng là các thông số về kỹ thuật, về quy cách sản phẩm của này. Tôi sẽ khui hộp và mở cái đèn sửa này ra để giới thiệu đến các bạn. Bên trong mỗi hộp của đèn sửa nhà tắm này cũng bao gồm có các thanh treo phụ kiện và vít kèm theo. Bên trên này cũng có một cái phiếu, trên phiếu này thì ghi các thông số kỹ thuật về cách thức lắp đặt của đèn. Với cái giá treo này thì cũng như một số cái đèn sửa treo thường khác thì như chúng ta thấy ở ngay mặt sau của đèn này, thanh treo này chúng ta bắt vít lên trên tường, treo trên tường và chúng ta sẽ gài cái đèn như thế này. Chúng ta sẽ gài vào hai cái khe này thì đèn sẽ được cố định treo ở trên tường với một góc chiếu khoảng 30 độ. Mà các bạn chú ý, với tôi xin nhắc lại cái chiều cao tối thiểu lắp đèn sửa đối với dòng đèn sửa là chiều cao 1m8. Chiều cao này nó thích hợp nhất đối với chiều cao của người Việt Nam, và một thứ thích hợp nữa đó là tránh xa được cái tầm với của trẻ em. Như thế thì trẻ em sẽ không nghịch và sẽ không bật tắt liên tục cái đèn, sẽ gây nguy hiểm cho các em bé. Về thiết kế của đèn này chúng ta thấy rất là nhỏ gọn, chiều dài nó khoảng 40 thôi. Thì các bạn thấy đằng sau các sống này rất là khỏe khoắn, tạo cho đèn một cái phong cách, một cái kiểu dáng rất là khỏe khoắn. Bên cạnh này là các lỗ thoát nhiệt của đèn. Về cái mặt đằng sau này chúng ta thấy các lỗ về thanh treo, bên đó cũng có cái dán cái tem phụ, trên đó ghi thông tin của nhà sản xuất, của hàng khẩu và các thông số và kỹ thuật và sơ đồ điện của đèn. Đây là dây cắm của nó, dây cắm, dây điện và ổ cắm tròn theo tiêu chuẩn của châu Âu. Thì các bạn đã thấy đây là